Thưa quý vị, những năm vừa qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà, cửa ngõ phía đông của thành phố đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát huy những thành quả đã đạt được ở nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Trà tiếp tục phát huy các nguồn lực, lợi thế tiềm năng để xây dựng nơi đây thành trái tim của ngành du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. 5 năm qua, quận Sơn Trà tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống xã hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 5,13% một năm. Du lịch dịch vụ phát triển thành ngành kinh tế chủ lực của quận với tỷ trọng 67,64% tổng thu nhập địa phương. Trong đó, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh với trên 13,2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 13,8% một năm. Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo đạt kết quả tích cực. Tại phường Phước Mỹ, một trong những phường trọng điểm về du lịch của quận, đời sống người dân đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của địa phương. Đảng ủy sẽ tập trung bám sát các chương trình hành động của quận ủy, thực hiện kết luận 89 của Thành ủy Đà Nẵng và tập trung làm tốt cái công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và cái an toàn giao thông, đảm bảo cho cái môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng cái hình ảnh của người dân phường Phước Mỹ thân thiện, mến khách để thúc đẩy và thu hút cái khách du lịch. Ngoài kinh tế du lịch, các lĩnh vực văn hóa xã hội của quận cũng đã có chuyển biến đáng kể. Quận đã hoàn thành chỉ tiêu thoát nghèo 100% vào năm 2018, sớm 2 năm so với nghị quyết đề ra. Cùng với sự đổi mới trong tư duy kinh tế và chính trị, Đảng bộ quận Sơn Trà cũng đã có những đổi mới quan trọng trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng, củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận xác định xây dựng và phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố, là nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ đến, thì Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, mà trong đó là trọng tâm là xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực hiệu quả điều hành của chính quyền và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cùng với việc là phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cũng như các tiềm năng lợi thế để xây dựng Sơn Trà phát triển. Cùng với đó thì sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và cũng như đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để xây dựng quận Sơn Trà phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị hiện đại và trọng điểm về dịch vụ, du lịch và kinh tế biển của thành phố. Tại Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị quận Sơn Trà cần tập trung phát triển dịch vụ, du lịch, trở thành ngành kinh tế chủ lực, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng. Quận cần tập trung nâng cao chất lượng phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực với du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Gắn với việc triển khai thực hiện tốt chương trình số 38 của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện chuyên đề tập trung phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, chú trọng nâng cao chất lượng phát triển dịch vụ du lịch, phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng, cộng đồng, trải nghiệm, vui chơi giải trí, đồng thời bảo đảm môi trường du lịch thân thiện, an toàn. Quan tâm đề xuất xây dựng các dịch vụ giải trí về đêm tại các bãi biển trên địa bàn với các tuyến phố chuyên danh, phố ẩm thực, hải sản, chợ đêm. Những chính sách, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà đều xác định rõ 5 năm đến,
2020-2025 là giai đoạn có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Phát huy những thành quả của nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân quận Sơn Trà vững niềm tin vào sự đoàn kết thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, quận ủy Sơn Trà hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình 01 của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và chỉ thị số 41 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 119. Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của chương trình 01, nghị quyết số 119 và chỉ thị 41, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ quận, thực hiện tốt những nhiệm vụ giải pháp chương trình 01, nghị quyết số 119 và chỉ thị 41 đã đề ra, đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng mô hình chính quyền đô thị, phấn đấu xây dựng quận Sơn Trà an bình, văn minh, hiện đại. Tại hội nghị, quận ủy Sơn Trà cũng đã tiến hành hướng dẫn thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.